thử thách workout đầu tiên của chuyến hành trình là sự rèn luyện về sức bật với 3 trạm chính, đó là Quad Step, Lyle Box và Burpees. 80 thành viên đã trải qua 1 giờ 30 phút vận động liên tục để rèn luyện cho đôi chân của mình. Quad Step có lẽ là nội dung khó nhất trong cả 3, bởi hoạt động này cần kỹ thuật chính xác và lực bật vừa đủ để đi qua hết các trạm. Lyle Box là phần rất thú vị vì các bạn không chỉ được học cách bật lên mà còn là đáp đất an toàn nữa đấy. Khi bật nhảy, lực bằng chân cũng phải vừa đủ, không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu, và nhất là tiếp đất đúng cách để hạn chế chấn thương. Burpees là phần làm cả nhà thoát mồ hôi nhiều nhất, vì các bạn phải kết hợp cả bật nhảy và lật bánh xe nữa. Đây là bài tập cardio vô cùng hiệu quả dành cho những bạn nào muốn giảm cân đấy nhé, vì nó giúp điều hòa hơi thở và làm cho trái tim mạnh khỏe hơn. Không giống với cách học thích nghi của học kỳ quân đội, nhà bước game chọn riêng cho mình những bài học thú vị hơn rất nhiều. Bạn có nghĩ 10 bộ quần áo có thể xếp đủ vào một chiếc ba lô hay không? Nhà bước game chúng mình làm được đấy. Chỉ trong vòng 30 phút cùng với sự hướng dẫn của thầy Minh Tân thì 100% bạn nhỏ đã làm được điều tưởng chừng như không thể. Sắp xếp gọn gàng đồ đạc vào duy nhất một ba lô. Dù trước đó ai cũng tay xách nách mang rất nhiều vật dụng. Rõ ràng có những điều dường như là bất khả thi, nhưng nếu được tạo điều kiện và được hướng dẫn đúng cách, các bạn nhỏ sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Toàn bộ obstacle của ngày thứ hai tập trung vào sức rướn của đôi tay và sự thăng bằng. Mỗi thành viên đều phải giữ trọng tâm của mình thật tốt thì mới có thể vượt qua được tất cả các trạm. Ban đầu nhiều bạn còn khá vất vả và thậm chí toát cả mồ hôi đấy. Nhưng chỉ qua vài lần luyện tập, tốc độ di chuyển đã được cải thiện một cách đáng kể. Quả là rất đáng khen đúng không nào? Hai thử thách quan trọng nhất trong bài tập thăng bằng chính là balancing beam và seesaw. Bên cạnh bài học về thăng bằng, một bài học khác chúng mình rút ra được sau hoạt động này chính là nhanh chưa chắc đã tốt, chậm nhưng chắc chắn thì chúng ta sẽ thành công. Các chiến binh bootcamp đã chinh phục mức độ đi cao rất dễ dàng và chỉ bắt đầu gặp khó khăn khi vào tư thế đi thấp. Tuy vậy, sau vài lần làm quen, các bạn đã bắt đầu đi rất tốt và kiểm soát cơ thể của mình cực kỳ tuyệt vời.
Tiêu chí của Workshop Know-how là sự chuẩn xác về thao tác, tính an toàn lao động, học cách lên kế hoạch và nghiên cứu kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Chính vì vậy, chúng mình được hướng dẫn rất kỹ trước khi thực hiện đấy. Nào là biết điều tiết lực tay để đóng đinh an toàn và tốt nhất. Nào là cách vặn ốc sao cho nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Rồi thì các công dụng của nhiều loại đinh khác nhau nữa. Wow! Giờ thì mỗi nhóm sẽ cùng nhau thực hành nào. Vì được hướng dẫn từng bước rồi, nên ai cũng thực hiện khá dễ dàng. Dù gặp một chút khó khăn trong việc cầm và gõ búa, nhưng cuối cùng thì chúng mình cũng làm được chiếc bảng để treo chìa khóa mang về tặng ba mẹ rồi. Và đây là những sản phẩm của chúng mình. Đẹp quá đúng không nào? Các bạn biết không, bên cạnh những hoạt động huấn luyện thì cả nhà Bootcamp chúng mình cũng có những giây phút cực kỳ thú vị mang đậm chất của chiến sĩ ITY đấy, đó là lễ hội đập gối. Chà chà, rất nhiều hoạt động thú vị đấy nhé, mà vào đập gối, thi đấu đồng đội, rồi cả trận chiến gói nữa. Cả hội trường như bị nóng lên bởi không khí sôi động và những tiếng cười rộn ràng của những chiến sĩ nhà ta. Có bạn thì gần như không còn biết xung quanh mình như thế nào nữa, cả nhà cùng tham gia với Bootcamp Kids nhé. Bức tường gỗ và Nitro Rosin là những thử thách được đặt ra trong ngày thứ 3 của chương trình Bootcamp Kids. Dù nhiều bạn vẫn còn bị đau tay sau khi chinh phục Monkey Bar, nhưng không vì vậy mà tốc độ chinh phục thử thách bị chậm lại, nhất là ở bức tường đấy. Dù nhiều bạn rất sợ độ cao, nhưng ai nấy đều cảm thấy rất hứng thú cũng như hào hứng khi mong chờ đến lượt của mình. Chưa kể còn được sự ủng hộ của bạn bè nữa chứ, cho nên gần như ai cũng vượt qua được đấy. Không chỉ vậy, chúng mình còn được tập mức độ cơ bản của Nitro Rushing, nắm chặt dây thần này và đu người bay xuống. Cảm giác giống như thật răng quá, đau tay đấy, nhưng không sao vì cảm giác thật quá đã, thật tuyệt vời. Mình đã vượt qua giới hạn của bản thân đấy, tự hào quá đi.
Một hoạt động nữa rất thú vị và hấp dẫn của gia đình Bootcamp chúng mình chính là tháo lắp và vệ sinh quạt máy. Bình thường ở nhà mình chỉ biết bật quạt rồi tắt quạt, nhưng hôm nay dưới sự hướng dẫn của thầy Tân, cả nhà đã được đóng vai của một kỹ sư điện thực thụ, khám phá cặn kẽ từng bộ phận của chiếc quạt máy. Có bạn rất là chuyên nghiệp đấy nhé, làm rất nhanh và rất chuẩn xác. Chưa kể là mọi người rất hào hứng khi thể hiện kỹ năng của mình trong phần thi tháo lắp nữa. Sau ngày học này, ba mẹ có thể yên tâm rằng chúng con khi về nhà có thể tự tay tháo lắp và vệ sinh chiếc quạt máy cho gia đình mình đấy. Mình sẽ xác định hai nhóm đầu tiên. Ngày thứ tư của Bootcamp được xem là ngày luyện tập cuối cùng trước thử thách gay cấn đấy. Và để chuẩn bị cho quá trình chinh phục được diễn ra trọn vẹn nhất, 80 thành viên đã được thử sức với rope ladder theo kiểu rope win và leo lưới. Đây là lúc nguồn năng lượng và tinh thần gắn thêm chút nữa được dịp phát huy đó ba mẹ. Cho nên ngay cả những bạn sợ độ cao cũng vượt qua được một cách vô cùng xuất sắc. Từng bạn một xung phong để chinh phục được sợi dây cao sừng sững. Nhiều bạn gần như không thể nhấc chân lên được nhưng vẫn nỗ lực, vẫn không từ bỏ. Bố mẹ có cảm nhận được tinh thần quyết tâm của cả nhà Bootcamp chúng con không nào? Có bao giờ cả nhà làm ra cho chính mình đôi đũa ăn cơm hàng ngày hay chưa? Chúng con thì trải nghiệm được hoạt động này rồi đấy nhé.
Mỗi bạn với giấy nhám trong tay và những thanh tre nhỏ đã làm cho mình một chiếc đũa vô cùng đẹp và xinh xắn. Bố mẹ biết không, để giũa được đôi đũa nhỏ đi một đầu không dễ chút nào đâu. Đo tới rồi đo lui, mài đi rồi mài lại, cuối cùng mới ra sản phẩm như thế này đấy. Nếu có dịp, con sẽ làm cho cả nhà mình một đôi đũa để cùng ăn cơm hàng ngày nhé. Và cuối cùng thì ngày mong chờ nhất cũng đã đến, Obstacle Run. Mọi người đều rất hồi hộp, tất cả những luyện tập, chuẩn bị về thể lực lẫn tinh thần chính là đây. Từng thử thách đều có vẻ khó hơn, mức độ được nâng cao dần. Những bài tập giờ bắt đầu sẽ có cơ hội phát huy tác dụng. Nhưng không sao, với nỗ lực, quyết tâm và tinh thần thép mà các chiến sĩ đã được tôi luyện thì chắc chắn đây sẽ là một cuộc đua rất cân sức. 1, 2, 3, xuất phát nào! Chà, nhìn kìa, các thành viên của các tiểu đội chinh phục các thử thách một cách chuyên nghiệp quá đúng không nào? Bí quyết để làm được điều ấy chính là luyện tập. Luyện tập cùng với lòng quyết tâm và những kỹ năng được hun đúc luyện rèn trong 5 ngày vừa qua đấy. Đó chính là sự khéo léo và cẩn thận để vượt qua được Balancing Bean và Seesaw, sự dẻo dai khỏe mạnh của đôi tay để chinh phục được Rodwin, Monkey Bar, sức mạnh của đôi chân để vượt qua được hàng rào zigzag và kết hợp với sức mạnh của toàn thân để vượt qua bức tường và Nitro Rossing. Let's go! Let's go! Let's go!
Rất nhanh và rất dũng mãnh, chúng mình đã chinh phục được các thử thách. Không chỉ những nội dung mà chúng mình đã luyện tập mỗi ngày, mà quan trọng hơn hết là tinh thần quýt game, học hết sức, chơi hết mình và không từ bỏ trước bất cứ khó khăn nào đang hướng và lan truyền trong tất cả các thành viên của nhà quýt game.
Đêm tĩnh lặng, chỉ còn mỗi con, đồng đội cùng những dòng tâm sự của thầy. Và món quà có lẽ quý nhất với chúng con khi tham dự chương trình, đó là những dòng thư yêu thương của ba mẹ. Mẹ ơi, ba lâu nay con đối xử tệ với mẹ mà mẹ vẫn bỏ qua. Con cứ thấy vậy mà không quan tâm gì. Con xin lỗi mẹ. Con hứa từ nay con sẽ không bao giờ như vậy nữa. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ được yên, để bố mẹ yên tâm. Con hứa tầm đáy lòng. Đọc những dòng thư chở đầy yêu thương của ba mẹ mà con không sao kìm được nước mắt. Giờ con mới biết ba mẹ yêu thương con nhiều lắm, thậm chí nhiều hơn cả những gì con có thể tưởng tượng được. Và con thấy mình đã sai nhiều lắm ba mẹ ạ. Nơi không gian yên tĩnh này, con ngồi suy nghĩ và viết thư cho ba mẹ. Càng viết, con càng cảm nhận sâu sắc tình yêu bao la của ba mẹ. Càng viết, con càng thấy sự vô tâm của mình. Có lẽ giá như làm lại, con ước gì mình có thể quay trở về như ngày xưa để có thể yêu thương ba mẹ của con nhiều hơn. Ba mẹ à, con của ba mẹ nhất định sẽ ngoan hơn, trưởng thành hơn và không làm cho ba mẹ buồn nữa đâu. Tận đáy lòng mình, con muốn nói, con xin lỗi ba mẹ, hãy tha thứ cho con ba mẹ nhé. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Bảy ngày với đầy thử thách, vậy là cũng đã trôi qua rồi đấy cả nhà. Những tiếng cười, những lời động viên và những giọt nước mắt. 80 thành viên đã cùng nhau đi qua hết những chặng đường khó khăn nhất, cùng với các thầy cô, các bạn nhỏ đã làm nên những điều hết sức tuyệt vời. Chia tay hôm nay, nhưng sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn nữa các con nhé. Hãy luôn xứng đáng là thành viên của đại gia đình Bootcamp. Chào tạm biệt. Until you come and sit a while.